Xin chào quý gia chủ, chào mừng quý gia chủ đã đến với kênh Tử Vi Cải Mệnh. Chúc quý gia chủ luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Hầu hết chúng ta đều muốn có một cuộc sống dư giả về tiền bạc để có thể lo được cho bản thân mình và lo được cho con cái, cho gia đình, thậm chí có thể giúp ích được cho xã hội nữa, có đúng không ạ? Nhưng bài toán làm sao để có một nguồn thu nhập cao lại luôn là bài toán khó. Có những người trải qua ba chìm bảy nổi vẫn trắng tay. Nguyên nhân thì có rất nhiều và mỗi người mỗi khác. Ví dụ như do thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm hoặc những cái lý do bất khả kháng từ bên ngoài tác động lại, vân vân. Nhưng có một nguyên nhân mà mọi người thường không để ý đến, đó là do lựa chọn công việc chưa phù hợp với bản mệnh. Nếu như chúng ta lựa chọn một công việc phù hợp với bản mệnh thì chắc chắn rằng sẽ giảm bớt được những rủi ro và thêm được nhiều phần may mắn. Ở phần này thì chúng ta sẽ bàn về những công việc phù hợp với người mệnh thổ. Người mệnh thổ thì bao gồm những tuổi sau đây, đó là Canh Tý sinh năm 1960, Tân Sửu sinh năm 1961, mệnh Bích Thượng Thổ, Mậu Thân sinh năm 1968, Kỷ Dậu sinh năm 1969, mệnh Đại Trạch Thổ, Bính Thìn sinh năm 1976 và Đinh Tỵ sinh năm 1977, mệnh Sa Trung Thổ, Canh Ngọ sinh năm 1990, Tân Mùi sinh năm 1991, mệnh Lộ Bàng Thổ, Mậu Dần sinh năm 1998, Kỷ Mão sinh năm 1999, mệnh Thành Đầu Thổ, và Bính Tuất sinh năm 2006, Đinh Hợi sinh năm 2007, mệnh Ốc Thượng Thổ. Người mệnh thổ thì thường hợp với nơi làm việc thuộc trung tâm đại diện cho hành thổ, cũng phù hợp với những nơi làm việc thuộc phương nam đại diện cho hành hỏa. Và ngành nghề phù hợp với người mệnh thổ đó là những ngành nghề có liên quan tới hỏa và thổ. Đó là những ngành nghề điện quang, thợ ảnh, hàn xì, nấu nướng, chế biến thức ăn, luyện kim, hóa trang, diễn viên, văn phòng phẩm, kinh doanh địa ốc, bất động sản, nông nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm, khai thác khoáng sản, vải vóc, môi giới, luật sư, cố vấn, vân vân. Nếu làm những cái nghề này thì người mệnh thổ hành sự sẽ được thuận buồm xuôi gió hơn, hạn chế được những cái nguy cơ gây tổn hại đến con người, con của. Theo bảng ngũ hành sinh khắc thì mộc khắc thổ, cho nên những người mệnh thổ không nên làm những công việc có liên quan đến mộc như nghề gỗ, giấy, trồng cây cảnh, hoa, bán rau củ quả, các vật phẩm tế lễ, vân vân. Nếu được thì chúng ta nên phân tích tứ trụ bát tự để biết được bản mệnh vượng gì và khuyết gì, từ đó sẽ tìm được ngành nghề thích hợp nhất với mình để cân bằng được cái sự vượng khuyết đó, tận dụng hết những khả năng có thể mang lại may mắn cho mình. Phân tích trên yếu tố năm sinh là phân tích một cách khái quát thôi. Vì vậy sau khi phân tích bát tự thì sẽ có một vài trường hợp cho ra kết quả khác. Thêm một điều nữa, mặc dù chọn được ngành nghề thích hợp nhưng muốn đạt được thành công chúng ta đều phải quyết liệt hành động và kỷ luật bản thân. Thành công không bao giờ đến với người lười biếng cả, có đúng không ạ? Và nếu bản thân bát tự tứ trụ không tốt thì việc có một vài cản trở trong công việc cũng như trong cuộc sống vẫn xảy ra, đó là chuyện hết sức bình thường. Vì vậy, chúng ta cũng nên tính toán đến những cái biện pháp phong thủy để bổ trợ, bổ sung thêm vào những cái khuyết điểm trong bản mệnh, giúp cho mọi việc thêm phần may mắn và bớt phần rủi ro hơn. Nếu thấy video này có ích thì quý gia chủ có thể chia sẻ nó tới mọi người và hãy nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn quý gia chủ đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.